Dạ rồi, Hồng Cao mến chào quý cô chú anh chị mình. Hôm nay cô chú anh chị, Hồng Cao có đi công việc á, cũng như đi ngang cái nhà của hai mẹ con á, cũng như là bé Lài 18 tuổi của chú anh chị. Thì Hồng Cao sẵn tiện á, ghé vô thăm hai mẹ con coi nhà vợ hôm nay như thế nào á. Tại vì Hồng Cao có đăng một video rồi nhưng chưa đủ duyên của chú anh chị. Hôm nay Hồng Cao muốn thăm lại hai mẹ con coi xem. Ô, hai mẹ con đang dùng cơm của chú anh chị. Ngay giờ cơm của hai mẹ con rồi của chú anh chị ơi. Được. Chào cô nha, ăn cơm gì vậy cô? Cao chứ cao ruột. Đó. Ăn vậy thôi đó hả? Chào cô nha. Đây hôm nay sẵn cũng như con đi công việc á, sẵn tiến đường con ghé vô thăm hai mẹ con cô. Coi như thế nào ha. Cũng như có quay một video rồi chưa đủ duyên thì hôm nay vô sơ. Đúng giờ cơm với người ta chắc nạn ké quá, quá ngon rồi nè. Hai mẹ con cơm với rau rồi chấm chào của chú anh chị. Thì bé tới lại 18 tuổi đây của chú anh chị mình. Thì chỉ có hai mẹ con sống chung ở ngôi nhà này thôi của chú anh chị. Cái ngôi nhà của chú anh chị cũng đã xem qua rồi, cao cũng đã ghi hình rồi, gách rứa trơn của chú anh chị mình. Chúng chẳng chưa có được phủ duyên á, nên Hồng Cao muốn đến để thăm thêm một lần nữa, xem coi được hữu duyên đến với bé Lài và mẹ của bé không. Cũng như hồi đó giờ bé Lài có từng đi bán vé số không cô? Không ạ. Rồi bé Lài biết bán không? Không biết nữa. Bây giờ nó cũng không có đi xa, không đi đâu mà sợ nó đi đây xa quá lạc không cái đường gì nữa. Vậy hả? Thì tại vì con cũng có đăng video lên á, là hỏi sao bé Lài không chịu đi bán vé số đó. Là cái nguyên nhân á, là không biết như thế nào của chú anh chị, để Hồng Cao hỏi. Em chào các cô chú. Có cũng như hôm bữa anh có quay video và anh đăng tải lên á, thì cũng được chú anh chị khán giả cũng như bình luận vô hỏi á, là như vậy á, thì sao em không đi bán lấy vé số đi bán, em biết bán không? Biết bán hả? Đó giờ có từng cầm vé số bán chưa? Để chưa, đó giờ không có đi đâu hết trơn, sợ đi lạc. Ở trong nhà không à? Dạ. Hàng chi trắng tươi rồi của chú anh chị mình. Thì tuy gần á, bé Lại của chú anh chị mình nhìn á, là rất là sáng sủa, cũng như là trong cái màn hình á, thì của chú anh chị nó bé Lại rất là thông minh. Nhưng mà sau khi mà tiếp xúc mà trò chuyện á, thì của chú anh chị mình nó cũng để ý giùm nha. Bé cũng như không có được mấy gì thông minh của chú anh chị, cũng như không được sáng sủa, với lại đường xá ở tuy gần ở đây từ nhỏ cho tới lớn nhưng mà bé không có quen thuộc được, tại vì bé ít có đi ra ngoài đường của chú anh chị, chỉ ở trong nhà lên vảnh với mẹ thôi. Rồi hôm qua giờ có đi mò ốc không? Hôm qua có đi mò hả? Em với mẹ đi mò hả? Mò được nhiều không? Được một thao nhỏ. Rồi. Dạ. Rồi về hai mẹ con luộc rồi lễ rồi bán. Luộc rồi vớt ra. Đóng nước thôi lên á. Dạ. Bỏ vô mình trao, lấy cái gỗ được mình trao. Đâu cần lễ. Cũng như là mình bán thịt luộc sẵn ha. Rồi biết bao nhiêu, bớt bao nhiêu ký mới được một chén? Đâu mà mình được bán thì không biết có nhiều bán nhiều. Vừa lợi chút ít vậy đó, rồi cái quẹt gì đó, cà ớt gì đó. Vậy là hôm qua bán được có 30.000 thôi. Rồi cô đi bán rồi bé Lại ở nhà. Cũng như mấy người ở sớm ra nè. Dạ. Yeah. Hỏi có đi quạo hết thôi đó. Dạ. Yeah. Rồi nói chừng nào có để cho cô chén hai chén vậy đó. Dạ. Yeah. Mình luộc sáng sớm mình bỏ 3 giờ. Cũng như có người dặn trước rồi. Dạ. Dạ. Con hến với con chim chép đó các chú anh chị. Thì nó to thiệt nhưng mà đến lúc mà mình luộc mình lấy thịt rồi á, nó chẳng có bao nhiêu hết trơn á, rồi hai mẹ con nó đi nguyên một ngày đi kiếm được có 30.000 à. Có khi không có ngày mà có khi mưa bão rồi kia nọ nước dậy không có ngày. Giống như bây giờ có người giúp em số vốn em đi bán vé số em chịu đi không?
Đi. Đi mà sợ đi lạc. Đã đi lạc luôn á. Ví dụ như bây giờ có người mà ví dụ như cái video này mà đăng tải lên, ví dụ như có cũng như được quý cô chú anh chị cũng như quý mạnh thường quân á muốn giúp cho bé Lại là cái vốn để đi bán vé số, thì nếu mà được á, thì bé Lại hãy một ngày bỏ ra một ngày mình chạy đi ra vòng vòng ngoài đường cho biết đường á, như như từ đây có xe đạp không, xe đạp bé Lại ở đâu? Dạ, để chiếc chiếc màu trắng đó ra đó, giống như giờ mình đạp từ đây ra tới cầu rồi thôi mình đi lên một chút, thôi mình đi xuống một chút những cái chỗ quán cà phê đó, mình chủ yếu mình tiến đường thôi, mình đạp từ từ cái mình quen đó, rồi ví dụ như mình bán mà được đó, thì mình bán luôn, còn không được đó, thì mình gán giống như là dành dụm cái tích lũy cái số tiền nào đó mình mua chiếc xe mình chạy đi làm công ty cũng được. Cái vách tường ai quét lõm 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 như cô hết rồi cũng như là thiếu còn luôn, không có đủ đâu đâu rồi lắm chỗ mình thân nhà tự ơn dạ thế nó còn lắm chỗ. Người nghe nói là cái miếng tôn này người ta cho cô đó là lá lá không mà gì lá. À, rồi nó sập xề rồi người ta cho cô cũng nghe cô hàng xóm nói thì cái miếng tôn bên ngoài cũng có người ta cho cô để lợp lại, thì cũng như cái Lại cũng muốn đi bán cái số của chú anh chị, nhưng mà Hồng Cao nghĩ là từ nhỏ giống như là hồi nhỏ mà bé Lại có đi bán thì sẽ lanh lợi dễ bán hơn, còn mà bây giờ mà đi ra mà bán vé số mà không lanh lợi khó bán luôn chứ chị, tại vì vé số quá nhiều đúng rồi, mà mình mới ra bán thì chắc chắn là thế nào cũng bị giật một mớ nào đó thôi, tại vì không chưa có kinh nghiệm nè, cũng không có biết cũng như là không biết kẻ xấu hay là như thế nào, giống như là cái người chạy có hai anh thanh niên chạy xe mà kêu với Lại lại muốn mua vé số với Lại cũng vẫn đưa thôi đó, thì đưa xong thì kẻ xấu sẽ chạy đi mất, thì sau đó thì không còn vé số cũng như là vốn thì cũng bị âm luôn cái gì, nên cũng hơi khó. Với Lại cũng hồi nhỏ tới giờ lớn cũng không có từng bán vé số của chúng chị mình đó, thì cũng như bé Lại cũng muốn là đi làm công ty ở Sóc Trăng nhưng mà không có phương tiện đó, thì tao cũng rất là mong muốn được cái bé hội viên có thể nuôi được đi làm, có thể nuôi mẹ già của chúng chị, thì giờ cô cũng đã lớn tuổi rồi, sống hàng ngày chỉ đi mò hến thôi, không có làm gì được hết, ở cái khu vực này cũng không có công việc gì mà để làm hết trơn, thì nếu mà có làm thì cũng là làm giường làm gãy đúng không cô, mình sao mình làm nổi á, chỉ có đàn ông thôi. Thì được còn làm mấy cái giường sao mà làm nổi, chỉ có đàn ông thôi. Nhờ đúng rồi. Hồi đó em học tới lớp mấy em nghỉ? Lớp 6. 6 mới lớp 6 là em nghỉ rồi. Tại vì sao mà mình học tới lớp 6 mình nghỉ? Không có tiền đóng tiền học. À, không có tiền đóng tiền học nên nghỉ học. Lúc đó lúc mà em nghỉ học em có thấy buồn không? Buồn. Tại vì mình không được đi học như các bạn đó đúng không? Rồi sau khi mà em nghỉ học em có làm công việc gì không? Hay là chỉ ở nhà với mẹ thôi? Chỉ ở nhà với mẹ thôi chứ không có công việc gì làm. Nên tại vì từ lúc nhỏ tới cho đến hôm nay là cũng gần 18, đủ 18 tuổi của chú chị. Chỉ ở quanh quẩn ở với mẹ thôi. Nên bé không có được thông minh đó, như của chú anh chị nhìn đó, thì bé rất là trắng nè, không có cũng như là không có đi nắng nhiều đó, nên bé rất là trắng luôn. Và với Lại đó, thì của chú anh chị nhìn đó, rất cũng như là bé thể là lanh lợi đúng không, nhưng mà không có người của chú anh chị,
tiếp xúc ở phần cũng như vùng cao tiếp xúc được đó, thì bé không được thông minh đâu chú chị, thì rất chậm, cũng như là muốn trầm cảm như đó. Thì khuôn mặt đó, nếu mà như người thường đó, thì sẽ tươi cười đó. Thì như bé Lại đây đó, thì mặt của bé luôn lúc nào cũng buồn. Tại sao Lại không cười? Không có vui. Sao vậy? Ở nhà không có tiền lo cho mẹ, không có vui. Ở nhà không có tiền lo cho mẹ hả? Vậy là em rất là muốn đi làm đúng không? Tại vì lúc mà chú bị bệnh á, thì cô cũng đã có vay tiền nhà nước rồi đó, với chú chị mình. Thì sau khi mà lo chữa trị cho chú á, thì đã hết tiền rồi. Sau khi đó thì đến về đến nhà thì chú đã qua đời. Thì bây giờ cuộc sống của hai mẹ con nó rất là bế tắc và khó khăn. Nó chỉ lênh quẩn ở trong cái khu vực vùng quê này, đi kiếm từng con hến và con chim chép cũng như ốc quắn, ốc đắng gì đó của chú chị mình để mà sống qua ngày thôi. Thì hôm nay đó Hồng Cao cũng như là sẵn tiện đây, Hồng Cao cũng ghé thăm Lại để ghi thêm một lần nữa cho chú chị mình tìm hiểu được rõ hơn về cái hoàn cảnh ha. Thì hoàn cảnh của hai mẹ con đó, thì ở đây cũng như bà con cô bác ở gần xóm đó, cũng như lâu lâu cho chút đỉnh này chút đỉnh kia để mà có thể trang trải cuộc sống thôi. Cũng như mẹ của bé Lại đó, thì ai mà thuê đi làm cỏ này cái nọ đó thì mẹ có thể đi, còn không thì chỉ đi mò ốc hoặc hến của chú chị mình. Hôm qua thì trời mưa to, chắc cũng có dột cũng tạt chứ lắm á cô. Rồi, thấy chèm nhẹp đất hết chứ. Vì trời mưa như vậy em buồn không bé Lại? Mưa ướt nhà hết. Em có thấy cảm thấy như thế nào? Nhà mình không được còn lạnh. Buồn. Và cái chỗ của chú cũng không có được để cho gọn gàng, cũng như là cao gáo như vậy, chỉ để cái bàn sắt. Và cái bàn sắt nó cũng rất là cũ kỹ vậy. Này, đợt sau mà Hồng Cao có đến, Hồng Cao có thể như mua cái đồ bắt bàn thờ lên cho cô ha, cho cô để cho chú lên cao, cũng như là ngay giữa nhà của chú chị. Chứ mà để ở dưới này thấp nhũng rồi. Cô sợ nắng chiếu vô hình ảnh đó. Cô có lấy cái áo đó, che bít cái lỗ lại chú chị đó. Đó, cô sợ ánh nắng đó, chiếu vô cái hình ảnh của chú đó. Cô lấy cây đó, thục cái miếng vải lên để mà đậy cái lỗ đó, đừng cho nắng chiếu vô hình ảnh. Bao lâu em không được ăn đồ ăn ngon vậy bé Lại? Lâu lắm rồi, khoảng mấy năm. Em thèm nhất là cái gì? Có thịt là kho là ngon lắm. Thịt kho cũng khá là lâu rồi chưa được ăn đúng không? Và bây giờ Hồng Cao cũng xin tạm thời khép video ha chú anh chị mình. Cũng xin cảm ơn chú anh chị mình đã luôn quan tâm theo dõi kênh Hồng Cao. Mong chú anh chị hãy chia sẻ video hoặc là rộng rãi để cho hai mẹ con bé Lại có thể hữu duyên đến với mình Hồng Quân ha. Giờ xin phép chú anh chị mình.